trong đơ cắt tóc M2 của hãng Madershow với bộ cửa gã thép rất là đầy đủ, cùng với thiết kế bánh xoay độc đáo thích hợp cho các anh em trong các tiệm barber, salon, hớt, kề lược. Sau đây xin mời mọi người cùng mình review chi tiết bộ sản phẩm tông đơ M2 của hãng Madershow này nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào các anh em thợ làm tóc ha. Hôm nay mình mới có thời gian để review đến mọi người chi tiết một con tông đơ rất là VIP. Con tông đơ của Madershow, dòng này là dòng tông đơ kê lược M2. Nói chung là hết thích hợp hết kê lược, còn anh em hết cử thì vẫn cứ là ok. Cái dòng này là một cái dòng rất là chất lượng, và thiết kế của nó thì mới lạ. Nó có cái phần bấn xoay chỉnh lưỡi ở ngay trên thân này. Mình nhìn vào đây là mình thấy luôn. Mình nhìn bề ngoài thì thấy là cái con tông đơ này là cực kỳ đẹp mắt. Đây, cầm thì nó gọn gàng và nhẹ nhàng và rất là chất lượng. Mình test thử tiếng máy là cực kỳ êm, hầu như là không nghe tiếng ồn khó chịu luôn. Và nó có một cái phần rất là đặc biệt, cũng gọi là một cái thiết kế để chống nóng đây mọi người ạ. Nhìn phía sau này, nó cũng thiết kế rãnh, không phải là rãnh xuyên suốt, nhưng mà là rãnh để mà nó không, khi mà mình áp vào da là nó không bị nóng này. Đó, rất là hay nhá. Thì mình sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về cái bộ sản phẩm tông đơ M2 của Madershow này. Con này thì rất là gọi là một cái dòng rất là chất lượng ấy. Bộ phụ kiện của nó ở phía sau này. Ở trong một cái video tổng hợp thì mình cũng đã giới thiệu qua về cái con tông đơ này rồi, nhưng mà hôm nay mới có thời gian để giới thiệu chi tiết đến mọi người. Đây là cái bộ phụ kiện của nó, mình để ở ra, mình để ra ngoài. Đây, trong này có một cái catalog của nó này, M2. Đây, hết rồi. Đây là cái hộp của nó, mình để ra đây nhá. Đây là trọn bộ phụ kiện của nó đây. Nó có một cái bộ cỡ rất là xịn này, nó cỡ gá thép, và đặc biệt là những cái dòng khác không có gá thép, nhưng mà chuyên của cái dòng này. Còn lát nữa mình lắp thử vào các cái dòng khác xem nó có vừa không. Mình lấy ra hết luôn này. Đây, đây là trọn bộ cỡ này. Rất là nhiều cỡ ở đây. Để mình tìm hiểu xem nó có những cái cỡ gì mới lạ không. Đây có cỡ 1,5 này, cỡ 6 này. Cỡ thì cực kỳ đẹp luôn. Và chắc này, cái này không thể gãy được rồi. 1,5, 6 rồi. Đây có cỡ 0,8mm nữa mọi người này. Có cỡ 0,8 này. Này là cỡ 3mm này. Tông nào cũng có rồi. Cỡ 4,5mm này. Cái này là cỡ 10, cỡ 10mm. Cỡ 13mm và cỡ lớn nhất là 16mm. Như vậy là cũng rất là đầy đủ rồi. Ở đây mình xem là có tổng là 2, 4, 6, 8 cái cỡ căn độ dài. Một cái bộ sạc của nó, một lọ dầu ha. Và bây giờ mình tìm hiểu về con tông đơ này. Tông đơ này thì sạc thời gian sử dụng là trong vòng 4 giờ. Nó có ghi phía sau rồi. Cái thiết kế chỉnh lưỡi ở ngay trên bánh xoay này, chỉnh từ 0,8. Đây, chỉnh 0,8 đến 20mm. Có từng nấc này. Cũng rất là tiện thao tác. Đó. Đấy. Rất là hiện đại luôn. Ở trên này thì thiết kế nút nguồn. Nút nguồn tắt mở ngay trên thân máy luôn. Mọi người bật lên thì thấy cái đèn nó nhấp nháy ở đây, nó báo pin này, có đèn báo pin này. Máy hoạt động rất là êm. Thích hợp với các anh em trong các cái salon, phòng kín ấy, phòng máy lạnh ấy, thì nó không có ồn ào, nó rất là êm và sang trọng, thiết kế cực kỳ sang trọng luôn. Lưỡi này là lưỡi titanium. Rất là sắc luôn. Ở phía sau thì có thiết kế chống nóng, nãy mình có giới thiệu qua rồi. Thiết kế chống nóng là nó có cái rãnh này. Khi mà mọi người ốp vào da thì nó sẽ vướng, gọi là có cái này nó cản lại, nó không bị ốp vào trực tiếp vào cái lưỡi, nên là nó sẽ không bị nóng như da của khách ha. Mình thử tháo cái lưỡi này ra xem nào.
Tháo thì cũng rất là dễ. Lò xo làm cứng cáp nha mọi người. Review bên trong luôn này. Đó, lò xo rất là cứng cáp. Bên trong cái vòng quay cái này thiết kế cũng rất là chắc chắn và đẹp này. Khi mà mọi người lắp vào thì chắc chắn là sẽ giống như những cái con tông đơ có bánh xoay khác thôi. Mọi người chỉnh này gạt về số 2 thì sao cho cái cần gạt phía trong này nó xuống hết cỡ này. Đó, mình lắp vào thì cũng rất là đơn giản. Để mình chỉnh lưỡi về lại. Chỉnh về lưỡi hết nấc, bật lên. Cực kỳ êm ngọt, rất là tuyệt vời. Cái dòng tông đơ cao cấp của hãng Mothershow nha mọi người. Đó, đây là thiết kế thân ngoài của nó rất là đẹp. Đây. Đây là một trong những cái dòng tông đơ chất lượng của hãng Mothershow đây. Mothershow trước thì mình đã giới thiệu về cái dòng tông đơ M5, M5F, M10+, những cái con tông đơ cắt mà hớt cử rất là tốt. Hiện nay có thêm con tông đơ M2 nữa, cũng đã giới thiệu tổng hợp với mọi người ở trong cái video trước rồi. Hiện nay làm cái review chi tiết ha. Con tông đơ này mọi người sử dụng được 4 giờ liên tục nào. Nó gọn gàng mà nó vừa tay, nó không quá nặng, thích hợp cho anh em nào hớt kê lược ấy. Anh em nào trong các salon, các cái tiệm kín có phòng máy, máy lạnh mà không muốn ồn ào thì dùng cái con này thì rất là phù hợp này. Đó. Con này thì mình đang khuyến mãi. Cũng giá nó cũng hơi cao so với những cái dòng tông tông bình thường ấy. Con này giá tới 950 cơ. Đó, mà đang khuyến mãi, anh em nào cần thì liên hệ ha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Anh em nào quan tâm thêm về tông đơ thì đăng ký kênh. Mình sẽ review tiếp những cái mẫu mới cho anh em tham khảo ha.